Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Chương 2971. Một khi Minh Thần Quân đến, ông ta sẽ không làm được chuyện gì. Hứa Vô Sơn đoán không sai, lần này Độc Cô Lão Ma đến là vì loại y thuật nghịch thiên này, chỉ cần có được Trương Long Sơn, thì trong tay ông ta sẽ có thêm một con át chủ bài, ngay cả Minh Thần Quân cũng phải cúi đầu với ông ta. Hứa Vô Sơn nói, tôi chỉ là đang thực hiện mệnh lệnh. Thực hiện mệnh lệnh, được lắm. Độc Cô Lão Ma khẽ cười một tiếng. Sắc mặt Hứa Vô Sơn đột nhiên biến đổi, ông ta vội vàng quát bày trận. Bao gồm cả chính ông ta, có tổng cộng 18 vị tướng quân, giờ phút này khí thức toàn diện bộc phát, nối tiếp cùng nhau. Một bóng người cao ngàn thước từ trên đỉnh núi xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, đỉnh núi tỏa ra khí thức nặng nề. Thần Phong Trận, ha ha, đây chính là trận pháp đứng thứ ba trong phòng ngự của thần đình, dựa vào trận pháp này có thể chiến đấu mọi nơi. Đáng tiếc trận pháp này cần ít nhất hai cường giả cấp độ động hư cảnh vô địch, nó chỉ có thể phát huy sức mạnh khi trấn giữ trên đỉnh thần phong và dưới chân thần phong. Hứa Vô Sơn, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì trong các loại cấp bậc cường giả kia, chỉ nên có một người mạnh nhất trong quân. Ánh mắt Độc Cô Lão Ma nhìn về phía đỉnh thần phong, chờ khi nhìn thấy người phía sau đó, vẻ châm biếm trên khóe miệng ông ta càng rõ, nói thì ra là Kỳ Long. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Vô Sơn, trong quân của ông thật sự là không có ai sao, ông thật sự để cho một người vai dưới trấn giữ đỉnh thần phong. Ông cảm thấy đội hình này có thể cản được một đòn của tôi sao? Trấn giữ trên đỉnh thần phong chính là Kỳ Long. Trong mắt Độc Cô Lão Ma, Kỳ Long quả thật chỉ là một hậu bối. Hứa Vô Sơn nói, ông cứ thử một chút là biết. Lúc này ở phía dưới bên ngoài doanh trại, đám người Đường Tuấn, Ly Thanh Trần, Triệu Huyền đang tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ ngước lên nhìn trận đấu trên bầu trời. Vẻ mặt của Ly Thanh Trần nghiêm nghị, nói, không nghĩ tới lại là Độc Cô Lão Ma đến đầu tiên, nếu ông ta biết thân phận thật của anh Đường, chỉ sợ ông ta sẽ điên cuồng mà tay. Triệu Huyền vẻ mặt lo lắng, nói, Lão Đường, nếu không chúng ta tìm cơ hội chuồn đi. Đường Tuấn cười nhạo, nói, dựa vào tu luyện của anh và tôi, anh cảm thấy có thể thoát khỏi sự tìm kiếm của thần quân sao? Triệu Huyền xấu hổ cười. Hiện giờ anh ta đã tạo ra được một thế giới nhỏ, sức mạnh so với lúc trước cũng tăng lên gấp trăm lần, nhưng cũng chính vì như vậy, anh ta mới càng hiểu được một vị thần quân đáng sợ cỡ nào. Trong mắt Triệu Huyền đảo qua, thấp giọng nói, đây không phải là còn có ánh sao. Đường Tuấn lắc đầu. Nếu chỉ có một mình anh, có lẽ tạm thời có thể thoát khỏi sự truy lùng của thần quân. Nhưng hiện giờ thân phận của anh đã bị bại lộ, nếu như thật sự trốn thoát, thì bọn Triệu Huyền và Mộ Thanh chỉ có thể gặp nguy hiểm. Chương 2972. Đường Tuấn nói, đừng lo lắng, Độc Cô Lão Ma muốn phá bỏ thần phong trận, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu, trừ phi tướng quân dưới tay Hứa Vô Sơn lại xuất hiện một vị cường giả bất khả chiến bại, bọn họ không đoán mò nữa, bởi vì trận chiến trên không đã bắt đầu. Thân thể bên ngoài Độc Cô Lão Ma tràn đầy ám khí ngưng tụ thành từng nhánh khiến cả người đen xì, trên người ông ta cũng tỏa ra hơi thở rét lạnh. Những mũi tên đen dày đặc lơ lửng trước mặt Độc Cô Lão Ma. Mắt thường có thể thấy được mũi tên đen đi tới khoảng không tạo ra từng trận gợn sóng mờ ảo. Những mũi tên màu đen này ảnh hưởng đến không gian. Độc Cô Lão Ma nhẹ nhàng vung tay lên, những mũi tên màu đen đồng thời bắn ra ngoài. Rầm rầm, nơi mũi tên đi qua, không gian hoàn toàn bị nghiền nát. Từng đợt rầm rầm, mũi tên màu đen đâm thẳng vào trên đỉnh thần phong, không ngừng phát ra những tiếng động hỗn loạn. Bóng mờ của đỉnh thần phong sáng tối chập chờn, nhưng từ đầu đến cuối nó chưa bao giờ thực sự mất đi. Đồng tử của Độc Cô Lão Ma khẽ co lại, và ông ta đột nhiên nhìn về phía đỉnh thần phong. Ông ta chỉ nhìn thấy trong không gian phía sau lưng Kỳ Long, một bong mờ trong thế giới nhỏ như ẩn như hiện. Kỳ Long, ông lại luyện ra một thế giới nhỏ. Độc Cô Lão Ma kinh ngạc nói. Kỳ Long nằm ở đỉnh thần phong, khí tức của ông ta thông suốt với thế giới nhỏ bé, cực kỳ hùng vĩ. Độc Cô Lão Ma ngạc nhiên, nói, là Trương Long Sơn giúp ông, nếu không với tài năng của ông, ít nhất phải qua ngàn năm nữa mới có thể đạt được đến bước này. Kỳ Long nói, không sai. Độc Cô Lão Ma, hôm nay ông muốn mang Trương Long Sơn đi, trước tiên phải hỏi chúng tôi có đồng ý hay không. Ông ta luyện ra một thế giới nhỏ, tuy rằng không phải là cường giả cấp độ động hư cảnh vô địch, nhưng ông ta cũng đã vượt xa đỉnh phong của động hư cảnh, hơn nữa Hứa Vô Sơn. Hoàn toàn có thể sử dụng trận pháp đội để chống lại với Độc Cô Lão Ma. Ở bên dưới,
Đám người Ly Thanh Trần đều sửng sốt, anh ta kinh ngạc nhìn về phía Đường Tuấn. Không chỉ có bọn họ, lúc này trong quân doanh cũng có không ít người đều nhìn về phía Đường Tuấn, với ánh mắt rất phức tạp. Trong những người này còn bao gồm rất nhiều thiên tài của Vạn Tiên Hội. Nhiều người thắc mắc về việc trợ giúp Triệu Huyền thành lập ra thế giới nhỏ. Nhưng lúc này chuyện tương tự cũng xảy ra trên người Kỳ Long, giúp ông ta rút ngắn thời gian tu luyện ngàn năm, cũng đủ khiến cho bọn họ kinh ngạc. Để thời điểm này, rất nhiều người đều mong muốn được kết bạn với Đường Tuấn. Chỉ cần có thể nhận được sự giúp đỡ của anh, khả năng trở thành thần quân sẽ tăng lên rất nhiều. Trên mặt Ngao Vấn Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta nhìn về phía Đạo Nhất ở một bên, nói, Đạo Nhất, nếu cứ tiếp tục như vậy, uy tín của tên kia trong cùng thế hệ rất nhanh sẽ vượt qua chúng ta. Chương 2973. Vẻ mặt Đạo Nhất trịnh trọng vài phần, nói thực lực của anh ta không thể bằng chúng ta, nhưng loại y thuật có thể nói là nghịch thiên này cũng đủ để thu hút một lượng lớn người theo dõi. Ai có thể nghĩ đến, Trung ương Ngân Hà tự nhiên lại xuất hiện một thiên tài y thuật như vậy, ngay cả nút thắt trong tu luyện cũng có thể được giải quyết. Đạo Nhất cau mày, nói tiếp, dù sao y cũng chỉ là một phụ giúp, trở thành thuật thần quân theo cách này cũng không có ích lợi nhiều cho việc tu luyện. Ngao Vấn Thiên lắc đầu, anh ta tự đại nói, cũng có thể là bởi vì người đó là Mộ Thanh đi. Y thuật, cũng là một loại phương thức tu hành. Những lời này là lúc trước khi anh ta gặp Long Thần, chính miệng Long Thần nói vậy. Cho nên trong lòng Ngao Vấn Thiên ngược lại càng thêm coi trọng Đường Tuấn. Sẽ có một ngày, hoặc có lẽ anh ta sẽ dùng loại y thuật thay đổi toàn bộ hệ thống tu hành. Trong lòng Ngao Vấn Thiên bỗng nhiên có một ý nghĩ như vậy trong đầu. Ở trên trời cao, Độc Cô Lão Ma không những không giận mà còn vui mừng, dĩ nhiên là có một loại y thuật nghịch thiên này, nhất định phải có được nó. Cho dù Kỳ Long có tu luyện ra thế giới nhỏ đi chăng nữa, thì sức mạnh của ông ta vẫn chưa đạt tới cấp độ bất khả chiến bại. Hãy xem tôi làm sao để phá được thần phong trận. Độc Cô Lão Ma gào to một tiếng, toàn thân ông ta ngưng tụ đầy những ám khí đen, bao phủ trời đất, lao về phía đỉnh thần phong. Oanh, một tiếng va chạm chói tai vang lên. Lần này rõ ràng là Độc Cô Lão Ma đã sử dụng sức mạnh thực sự của mình. Đúng như ông ta nói, dù sao thì Kỳ Long cũng chỉ vừa mới tu luyện ra thế giới nhỏ, sức mạnh cũng có hạn. Khi ám khí màu đen không ngừng đánh vào đỉnh thần phong, thì bóng mờ của đỉnh thần phong cũng càng ngày càng trở nên hư ảo. Không chỉ có như vậy, bao gồm cả Hứa Vô Sơn, khóe miệng của tất cả mọi người đều chảy ra máu tươi. Đặc biệt là Kỳ Long, bóng mờ phía sau thế giới nhỏ đều xuất hiện từng vết nứt, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ha ha ha! Một đám gà đất chó sành, cũng muốn ngăn cản tôi. Hứa Vô Sơn, ông lại trở về tu luyện thêm 10.000 năm nữa đi. Độc Cô Lão Ma cười to. Tiếng cười vang lên, thần phong ngàn trượng ầm ầm nghiền nát, toàn bộ 18 tướng lĩnh bao gồm cả Hứa Vô Sơn bị bay ngược ra ngoài, máu tươi phun lên không trung. Độc Cô Lão Ma ngạo nghễ đứng trên không trung, ông ta không hề đến xem mấy người Hứa Vô Sơn nữa, ánh mắt rơi vào trong quân doanh phía dưới. Chương 2974. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của ông ta đã ngưng tụ trên người Đường Tuấn, vẻ mặt hơi kinh ngạc, nói, dĩ nhiên là anh. Tâm niệm thần quân mạnh đến mức nào, chỉ trong nháy mắt Độc Cô Lão Ma đã hiểu rõ tất cả. Ông ta cười và nói, như vậy cũng tốt. Vừa dứt lời, bàn tay ông ta chộp xuống phía dưới. Một cự trưởng đen thui rơi từ trên không trung xuống, mục tiêu chính là Đường Tuấn. Cự trưởng bao trùm nửa doanh trại, vừa mới sinh ra, đã có một luồng uy thế đáng sợ phát ra, lúc này 18 vị tướng lĩnh thực lực mạnh nhất không có ở đây, trong nháy mắt trận pháp quân doanh ở trước mặt luồng uy thế này cũng bị phá vỡ. Rất nhiều binh lính có tu vi hơi yếu đã bị đè chết, hóa thành một vũng bùn máu. Độc Cô Lão Ma. Mắt Hứa Vô Sơn muốn nứt ra, ông ta điên cuồng hét lên một tiếng. Ông ta không để ý đến cơ thể đang bị thương nặng, lại lần nữa vọt về phía Độc Cô Lão Ma. Bại tướng dưới tay. Độc Cô Lão Ma cười lạnh một tiếng, một bàn tay khác đánh về phía Hứa Vô Sơn. Cơ thể Hứa Vô Sơn bỗng dưng nổ tung ra, hóa thành một đoàn xương máu. Thế nhưng trong hư không thế giới nhỏ của Hứa Vô Sơn chậm rãi xuất hiện, cơ thể Hứa Vô Sơn một lần nữa ngưng tụ lại, nhưng sắc mặt của ông ta đã tái nhợt đi rất nhiều. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ khi ngưng luyện thế giới nhỏ bất diệt, gần như là không chết. Một bàn tay màu đen bắt lấy Hứa Vô Sơn, Độc Cô Lão Ma khinh thường nói, cho dù ông ngưng luyện thế giới nhỏ, nhưng ở trong mắt tôi ông cũng chỉ là con kiến hội lớn mà thôi. Bên kia, dưới bàn tay khổng lồ màu đen,
hơn phân nửa quân doanh đã bị phá hủy, vô số binh lính chết và bị thương. Một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên, Ngao Vấn Thiên hóa thành Tử Kim Thần Long, Đạo Nhất Thần Tử cũng vận động pháp lực, hai vị thiên kiêu liên thủ, dĩ nhiên là ngăn cản cự trưởng rơi xuống. Độc Cô Lão Ma, Ngao Vấn Thiên trầm giọng nói, Thần Tử Điện Hạ, Long Thái Tử. Độc Cô Lão Ma hơi giật mình, ông ta có chút kinh ngạc khi hai người lại có thể ra tay. Có lẽ hiện tại thực lực của hai người không bằng ông ta, nhưng bối cảnh phía sau của hai người đều làm cho ông ta vô cùng kiêng kỵ. Ngao Vấn Thiên nói, Độc Cô Lão Ma, ông còn chưa đủ tư cách cướp người. Độc Cô Lão Ma hơi giận, cười lạnh nói, tôi gọi cậu một tiếng Long Thái Tử, đó là nể mặt Long Tộc, bằng không cậu ở trong mắt tôi thì tính là gì chứ, cũng dám bình luận tôi. Ông ta không muốn tiếp tục dây dưa với hai người này, ông ta phải nhanh chóng bắt Đường Tuấn, sau đó nhanh chóng rời đi. Ông ta hơi suy nghĩ, áp lực trên bàn tay màu đen cũng tăng lên rất nhiều, lại lần nữa ép xuống phía dưới. Sắc mặt Ngao Vấn Thiên cùng Đạo Nhất Thần Tử biến đổi. Độc Cô Lão Ma, Thần Tử Long Tộc tôi mà ông cũng dám động. Chương 2975. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ nơi cực kỳ xa xôi truyền đến. Bồng bồng. Bàn tay lớn màu đen bỗng rung tiêu tan, tiếp theo một người khôi ngô xuất hiện trên không trung. Chú Ba. Nhìn thấy người này, Ngao Vấn Thiên hỗ lên. Người đàn ông khôi ngô vạm vỡ nở một nụ cười nhạt với Ngao Vấn Thiên, nói yên tâm đi, chuyện tiếp theo giao cho tôi. Ông ta nhìn về phía Độc Cô Lão Ma, nói, Độc Cô, ông vừa mới thành thần quân không lâu, lại không để Long Tộc của tôi vào mắt, ông rất tốt. Sắc mặt Độc Cô Lão Ma biến đổi. Người đàn ông khôi ngô này tên là Ngao Nguyên, là thần quân cấp cao thủ của Long Tộc, ông ta đã đạt tới cảnh giới thần quân trung kỳ, cũng không phải người mình có thể địch nổi. Lúc này trong lòng Độc Cô Lão Ma đã có ý muốn rủi khỏi đây, tuy rằng ông ta không phải là đối thủ của Ngao Nguyên, nhưng muốn chạy trốn vẫn là làm được. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trêu tức vang lên, Ngao Nguyên, ông ngược lại đến rất nhanh. Nghe được âm thanh này, Độc Cô Lão Ma thầm nghĩ một tiếng, không tốt rồi, ông ta không quan tâm nữa, sau đó ông ta ném Hứa Vô Sơn vốn đang nắm trong tay về một chỗ nào đó, còn chính mình thì hướng ngược lại chạy trốn. Độc Cô, tôi cho ông đi sao? Giọng nói trêu tức kia trở nên lạnh như băng một chút, tốc độ ban đầu của Độc Cô Lão Ma đã được đẩy đến cực hạn, nhưng theo âm thanh này vang lên, thân hình của ông ta cũng bắt đầu chậm lại, cuối cùng cứng đờ tại chỗ, không cách nào nhúc nhích được. Một bóng người bắt được Hứa Vô Sơn bị Độc Cô Lão Ma ném ra, từng chút xuất hiện trên không trung. Nhìn người này, sâu trong mắt Độc Cô Lão Ma lộ ra vẻ sợ hãi, ông ta thất thanh nói, Minh Thần Quân. Người vừa xuất hiện chính là Minh Thần Quân người chủ trì đại hội Vạn Tiên lần này. Một đoàn pháp lực của Minh Thần Quân đánh vào trong cơ thể Hứa Vô Sơn. Khí tức uể oải của Hứa Vô Sơn nhất thời được bù đắp lại. Cảm ơn thần quân. Hứa Vô Sơn cảm kích nói. Minh Thần Quân khẽ gật đầu, nói ông làm rất tốt. Nói xong, ông ta nhìn về phía Độc Cô Lão Ma, nói, Độc Cô, Hứa Vô Sơn hẳn là đã từng nói cho ông biết, ông thân là người thần đình, lại dám cãi lại mệnh lệnh của thần đình, ông là muốn vào thiên ngục sao? Nghe được hai chữ thiên ngục, cả người Độc Cô Lão Ma run lập cập, ông ta run rong nói. Minh Thần Quân tha mạng, tôi chỉ là nhất thời bị quỷ ám. Thiên ngục, là một nơi chuyên nhất cảnh giới thần quân, chỉ nghe nói thần quân đi vào, chứ chưa từng nghe còn có thể còn sống đi ra. Mà Minh Thần Quân chính là người trông coi của thiên ngục, cho nên Độc Cô Lão Ma đặc biệt sợ hãi Minh Thần Quân. Chương 2976. Minh Thần Quân nói, hiện tại tôi không muốn nghe ông giải thích, sau này tôi sẽ lại tìm ông tính sổ, bây giờ ông thành thật ở lại cho tôi. Nếu như dám chạy trốn, ông cũng biết hậu quả rồi đấy. Ông ta vung tay lên, Độc Cô Lão Ma đã cảm giác được thân thể đã khôi phục lại bình thường, nhưng ông ta cũng không dám chạy trốn, thật sự ngoan ngoãn ở phía sau Minh Thần Quân, giống như gã sai vặt vậy. Chỉ có hai chúng ta sao? Minh Thần Quân nhìn về phía Ngao Nguyên, nhíu mày. Ngao Nguyên nhìn về phía không trung, cười nói, làm sao có thể chứ? Minh Thần Quân, vừa rồi ông đang xử lý việc nhà. Nên chúng ta cũng không tiện lộ diện, lần này tinh thần chi tâm và hai y thuật cấp độ nghịch thiên cùng xuất hiện, chúng ta làm sao có thể không tham dự vào. Dứt lời, trên không trung lại xuất hiện gần 10 bóng người, khí tức của mỗi bóng người đều cao như núi non không thể chạm tới. Đám người Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử nhìn thấy những người này, đều dồn dập bay lên trời cao, cùng chào hỏi những người này, sau đó cung kính đứng ở phía sau bọn họ, rất hiển nhiên những người này là bậc trên của bọn họ.
thần tử bộ tộc tôi đâu? Một người phụ nữ với khuôn mặt hung hãn, bên hông có sát chư đạo sắc mặt âm trầm nói. Cọp cái, thần tử tộc bà đã chết ở tử vực hoang vu rồi. Ngao Nguyên cười nói. Ngao Nguyên, ông nói cái gì? Ánh mắt người phụ nữ nheo lại, tay cầm sát chư đao, tư thế rất muốn liều mạng. Ngao Nguyên nhún nhún vai, nói, không tin thì bà có thể hỏi hai thế hệ sau Tu La cùng hải tộc coi. Lúc này Tu La thần tử đứng ra nói, thần quân đại nhân, chúng ta cùng đám người hổ tiêu tiến vào tử vực hoang vu, anh ta quả thực đã chết ở trong đó. Anh ta nhìn về Đường Tuấn phía dưới, nói, người giết anh ta chính là Đường Tuấn. Lúc đó chúng tôi đã cảnh báo anh ta, nhưng anh ta đã không nghe lời khuyên, dẫn đến cái chết thảm khốc của hổ tiêu và chúng tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Mặc dù lời của Tu La thần tử là sự thật, nhưng rõ ràng là có ý tứ khiêu khích. Người phụ nữ nghe xong, lạnh lùng nhìn về phía Đường Tuấn phía dưới, nói chính là anh ta sao? Một luồng khí thế to lớn phát ra theo những lời nói của bà ta, hư không chấn động, trong trời đất vang lên tiếng nổ vang, uy thế cỡ này còn mạnh hơn so với Độc Cô lão ma. Đường Tuấn không có phản ứng gì, nhưng lập tức có người trầm giọng nói, cọp cái, đại hội vạn tiên cũng không phải trò đùa. Xuất hiện thương vong là chuyện rất bình thường, thần tử tộc bà chết chính là chết. Bà lại còn muốn bởi vậy mà giận chó đánh mèo người khác, cái này cũng không có độ lượng đi. Một tiếng rồng gầm vang lên, đánh tan khí thế phát ra của người phụ nữ. Chương 2977. Người nói chuyện chính là Ngao Nguyên thần quân của Long tộc. Người phụ nữ nhìn về phía Ngao Nguyên, nói chẳng lẽ thần tử hổ tộc tôi chết vô ích rồi. Ngao Nguyên khinh thường. Lạnh lùng nói, trong đại hội vạn tiên, chết chính là chết vô ích. Một khi tham gia thì hẳn là phải giác ngộ được chuyện này, cọp cái, chẳng lẽ cũng chỉ có thể hổ tộc bà được tàn sát người khác, còn người khác không được động đến hổ tộc bà sao, chuyện này cũng quá buồn cười rồi. Giọng nói của ông ta dừng lại, trầm giọng nói, huống hồ những người ở đây hôm nay không phải là đến vì Đường Tuấn sao, bà cảm thấy cho dù tôi không ra tay, thì bà có thể giết được anh ta không? Hổ Bạch Mộng. Bà có phải là kẻ ngốc hay không? Sắc mặt người phụ nữ hơi lạnh, trong mắt hiện ra tức giận, nhưng không thể làm gì được. Mặc dù vừa rồi bà ta định ra tay, nhưng bà ta cũng không thật sự muốn giết chết Đường Tuấn, ngược lại là muốn mượn cơ hội bắt được Đường Tuấn, dù sao loại y thuật nghịch thiên này không có bộ tộc nào là không động tâm. Phía dưới, sau khi nhìn thấy người phụ nữ không ra tay nữa, trong ánh mắt hoảng sợ của Triệu Huyền mới giảm bớt đi vài phần. Anh ta khẽ run rẩy nói, nếu như tôi không đoán sai, người phụ nữ cầm sát chư đạo kia chính là Bạch Mộng thần quân của hổ tộc, bà ta thích nhất là kéo người khác vào các loại giấc mộng để tra tấn đến chết. Lão Đường, không biết phải nói anh là bất hạnh hay là may mắn đây? Triệu Huyền thở dài, nói, Lão Đường, đến cùng anh định làm sao bây giờ? Nhiều thần quân như vậy, hai chúng ta lúc nào cũng có thể chơi xong. Vẻ mặt Đường Tuấn khẽ rùng mình, anh không nói nhiều nữa. Kinh động đến nhiều thần quân như vậy, quả thật là có chút ngoài dự liệu của anh, đặc biệt là mười mấy vị thần quân này gần như đều là cảnh giới thần quân trung kỳ, cũng không phải thần quân bình thường. Đội hình này đủ để chấn động tinh vực ngũ đại. Thần đế cùng thần quân là do Vạn Diệu Cung mời đến, nhưng ở trước mặt hơn 10 vị tu hành cảnh giới thần quân trung kỳ, hai người cũng không có bao nhiêu cảm giác tồn tại cùng quyền nói chuyện. Mấy vị thần quân nói chuyện với nhau trên không trung, đương nhiên có thiết lập pháp môn cách âm. Đám người Đường Tuấn và Triệu Huyền hoàn toàn không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Nhưng ánh mắt các thần quân thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Tuấn giống như đang nhìn một món hàng, điều này làm cho dự cảm Đường Tuấn có chút không tốt. Qua một giờ sau, các thần quân mới kết thúc cuộc giao lưu. Kết quả đến cùng thế nào rồi? Triệu Huyền căng thẳng trong lòng, các thần quân nhất định là đã đạt được kết quả chung, nếu không sẽ không như thế. Hơn 10 vị thần quân từ trên cao rơi xuống. Hổ Bạch Mộng cũng không nhắm vào Đường Tuấn nữa, chỉ là ánh mắt bà ta nhìn Đường Tuấn vô cùng lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Hai người Minh Thần Quân và Ngao Nguyên đi ở phía trước, Minh Thần Quân mở miệng nói, Đường Tuấn, tôi với tư cách là người chủ trì đại hội Vạn Tiên lần này, tôi rất vui khi có những nhân vật như anh xuất hiện trong Vạn Tiên hội. Chương 2978. Chỉ riêng về mặt y thuật mà nói, anh đã không thua kém bất kỳ vị thần bác nào nữa. Ông ta dừng lại rồi nói tiếp, nếu như chờ anh trở thành thần quân lại biểu hiện ra loại y thuật nghịch thiên này, có lẽ sẽ là một loại kết cục khác. Ngũ đại thần y sư cũng có được y thuật có thể nói là nghịch thiên, nhưng bọn họ có thực lực xứng đôi, cho nên không ai dám có ý đồ gì. Nhưng anh lại không giống vậy, y thuật của anh tuy mạnh,
nhưng thực lực cùng gốc gác đều quá yếu, muốn khống chế hai loại y thuật nghịch thiên trong tay mình, gần như là không có khả năng. Nghe những lời này, trái tim Triệu Huyền rơi xuống đáy vực. Lúc này, giọng điệu Minh Thần Quân lạnh lẽo, nói cho anh một lựa chọn, hiện tại viết hoàn chỉnh ra hai loại y thuật, hơn nữa cũng phải lập lời thề. Như vậy, anh còn có thể sống sót. Đường Tuấn nói, cho dù tôi viết ra y thuật, các người cũng không thể làm được. Bất luận là cải tạo thể chất đặc thù, hay là phụ trợ ngưng luyện thế giới nhỏ, đều phải dùng châm cứu thuật thần bí. Mà châm cứu thần bí, ít nhất Đường Tuấn không biết còn có người nào biết không. Hổ Bạch Mộng mỉa mai, nói, anh cũng đừng quá coi trọng chính mình. 10 đại chủng tộc chúng ta, tộc nào mà không có bác sĩ uy danh hiển hách chứ? Gốc gác của chúng ta há lại có thể để anh tưởng tượng được. Minh Thần Quân khoát tay áo, ngăn Hổ Bạch Mộng nói tiếp, ông ta lại tiếp tục nơi nói, anh cảm thấy thế nào? Đường Tuấn nói, nếu tôi giao y thuật, tôi có thể nhận được lợi ích gì? Minh Thần Quân nói, còn sống. 10 đại chủng tộc chúng ta hứa, chỉ cần anh giao ra y thuật, sẽ tuyệt đối không làm khó anh nữa. Đường Tuấn nói, đó chính là không có chỗ tốt, vậy vì sao tôi phải giao? Minh Thần Quân, lời hứa của 10 đại chủng tộc các người ở chỗ tôi cũng không đáng giá như vậy. Vẻ mặt Minh Thần Quân không có bất kỳ biểu hiện bất ngờ nào, ông ta nói, rất tốt. Vừa dứt lời, hai tay ông ta nhanh như chớp kết thành một dấu tay, đánh vào trong cơ thể Đường Tuấn. Khí tức trên người Đường Tuấn nhất thời tiêu tán sạch, giống như anh đã biến thành người bình thường. Minh Thần Quân nói, nếu anh đã lựa chọn, thì cũng phải chịu được cái giá phải trả. Vừa rồi tôi đã đánh vào trong cơ thể anh hư không đại thủ ấn, có thể ngăn cách tất cả sức mạnh của anh. Nói cách khác, trước khi tôi không cởi bỏ thủ ấn cho anh, thì anh cũng gần như là một người bình thường. Chờ tinh thần chi tâm xuất hiện, tôi sẽ mang anh về thiên ngục, đến lúc đó hy vọng anh còn có thể kiên trì như vậy. Nói xong, Minh Thần Quân xoay người rời đi. Tu La Thần Tử cười lạnh nói, nếu không phải là thần quân mà bị nhốt ở thiên ngục, anh vẫn là người đầu tiên. Ánh mắt Hổ Bạch Mộng nhìn Đường Tuấn giống như nhìn người chết, sau đó bà ta cũng cười lạnh rời đi. Chương 2979, tôi không rời đi. Đường Tuấn cười nói, bệ hạ thật sự cho rằng tôi giao y thuật ra là có thể sống sót sao? Thần đế hơi giật mình, ông ta chợt hiểu được. Một khi 10 đại chủng tộc đạt được y thuật, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép còn có chủng tộc khác đạt được, đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để giết chết Đường Tuấn. Thần đế không cần lo lắng cho tôi, ta muốn xin ông mang bọn họ đi. Đường Tuấn nhìn về phía mấy người Mộ Thanh và Ly Thanh Trần. Anh Dược. Mộ Thanh và Ly Thanh Trần đồng thời hô lên. Vừa rồi dưới khí thế làm cho kinh sợ của mấy thần quân, bọn họ ngay cả năng lực nói chuyện cũng không có. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ mọi chuyện đã xảy ra, bọn họ biết lúc này Đường Tuấn vô cùng nguy cấp. Tôi không rời đi. Chương 2980, tinh thần chi tâm xuất thế rồi. Mộ Thanh cắn răng, vẻ mặt quyết định nói. Lúc trước Đường Tuấn tiến vào núi Vạn Thần, tất cả mọi người đều cho rằng Đường Tuấn đã chết, Mộ Thanh cũng cho rằng như vậy. Khoảng thời gian đó, trong lòng cô ấy vô cùng thống khổ, mà không thể kể lại với người khác. Bây giờ Đường Tuấn đã trở lại, cô ấy tuyệt đối sẽ không rời đi. Đường Tuấn nhìn cô ấy một cái, trong lòng anh thở dài, cũng không nói nữa. Thần đế gật đầu đáp lại, nói chờ tinh thần chi tâm xuất thế, tôi sẽ nhân cơ hội dẫn bọn họ rời đi. Hiện giờ bởi vì sự xuất hiện của anh, mà Vạn Tiên Hội đã không cần phải tổ chức nữa. Trong lều trại, chỉ còn lại Mộ Thanh và Đường Tuấn. Hiện giờ Đường Tuấn không thể vận dụng pháp lực cùng tinh thần lực, ngay cả sức mạnh của cơ thể cũng bị phong ấn hơn phân nửa, khiến cho việc muốn ra vào lều trại để có trận pháp bảo hộ cũng trở nên không có khả năng. Mộ Thanh ở lại giúp anh xử lý những thứ này. Hai mắt Đường Tuấn nhắm nghiền, tinh thần anh tập trung để cảm nhận tất cả sức mạnh trong cơ thể. Nhưng cơ thể anh giống như rơi vào trong một loại trạng thái hư vô, không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh tồn tại nào. Đây chính là hư không đại thủ ấn, đủ để phong cấm người tu hành cảnh giới thần quân sơ kỳ. Không, ngoại trừ pháp lực cùng tinh thần lực, tôi còn có một loại sức mạnh khác. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, một lát sau, anh đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vượt qua pháp lực. Quả nhiên, hư không đại thủ ấn không có cách nào phong ấn căn nguyên chi lực. Đường Tuấn vui vẻ trong lòng. Anh càng ngày càng cảm nhận được rõ căn nguyên chi lực, sắc mặt khẽ thay đổi.
tuy rằng anh mới tiếp xúc với căn nguyên chi lực có một thời gian, nhưng bởi vì pháp lực cùng tinh thần lực, khiến cho căn nguyên chi lực bị áp chế, tốc độ tăng trưởng có hạn, thậm chí vận dụng có chút khó. Nhưng hiện tại tinh thần lực cùng pháp lực của anh đều bị ngăn cách, ngược lại anh có thể cảm nhận được sự tồn tại rất rõ của căn nguyên chi lực. Có lẽ chuyện này đối với anh mà nói chưa chắc đã là một cơ hội. Sau khi tiếp xúc với căn nguyên chi lực, Đường Tuấn biết rõ căn nguyên chi lực rất mạnh mẽ và thần kỳ, không phải là thứ mà pháp lực cùng tinh thần lực có thể so sánh được. Doanh trại táng tinh cổ địa trở nên yên lặng, mà lều trại của Đường Tuấn càng không có người hỏi thăm. Vốn dĩ anh là chủ nhân của hai loại y thuật nghịch thiên, khiến cho người ta chú ý, nhưng sau khi anh bị Minh Thần Quân phong cấm tu vi, ông ta cũng quyết định đưa anh về thiên ngục, thì cái tên Đường Tuấn đã bắt đầu phai nhạt trong mắt của bọn họ rồi. Hôm nay, một tiếng nổ vang rền từ hướng cổ Ma Hà truyền tới. Tinh thần chi tâm xuất thế rồi. Toàn bộ doanh trại táng tinh cổ địa sôi trào. Hơn 10 đạo lưu quang từ trong doanh trại bay vút về phía khu vực cổ Ma Hà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2980.